Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay là mình sẽ review cho mọi người xem máy phát cỏ cắt rủ tiêu nha. Đây là rủ tiêu đây mọi người ạ. Giờ đi xem máy phát cỏ của mình nha. Đấy là rủ tiêu mọi người ạ. Rủ tiêu rất là đẹp luôn. Bốn mặt láng luôn. Thank you.
mấy phát cỏ kia phải cắt hết 80 cây ở đây mọi người ạ. Đây này, mấy đông này là hết 80 cây đây. Mọi người thấy đồ tiêu đẹp chưa? Bốn mặt láng luôn. Thắng à? Không phải thắng đâu, pre. Chứ sao rồi? Hả? Sao rồi? Cá. Thế cả đâu? Tìm thêm tiền, đúng. Bảo không? Đâu mẹ nó nói thế đấy. Giống như các cái sản á, 23 triệu. Tao lại điện thẳng trực tiếp hỏi nó này, xe là phải 23 triệu không? Nó nói 28 triệu anh à. Thái Nguyên á. Thái Nguyên đây. Mẹ toàn lừa nhau ấy.